Ôi trời. Hay quá mọi người, tôi tiếp tung tăng. Hôm nay lên cho các bác mình một siêu phẩm. Móc len tiếp nha các bác ơi. Nhưng mà hôm nay là cái đơn hàng móc len mà tôi mua chứ không phải được tặng nữa. Thế nên đây là clip review len chân thật. Cảm giác là những cái con cho ven nó cũng sẽ nhỏ nhỏ thôi các bác ơi. Tiền tôi mua là 137k đó, thư gửi chị Tiết Tung Tăng nha các bác ơi. Gửi chị Tiết Tung Tăng, em cảm ơn vì chị đã tin tưởng và ủng hộ em. Em rất vui và cảm thấy may mắn khi chị rep inbox của em. Cứ tin, em không tự tin về sản phẩm đẹp nhất trên thị trường, nhưng em chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng và có trải nghiệm tốt nhất. Đơn của mình là 150k, sẽ gồm 9 túi. Và em quý chị nên tặng thêm 4 túi nữa, tổng là 13 túi. 2 túi, 3 túi, 4 túi, 5 túi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 túi nha. 16.700 là gần 17.000 một túi. Để xem. Quý à. Tà mà lắm. Ai dài à, capybara. Đù. Capybara điệu. Có nơ này, nơ ở trên đầu và nơ ở đây luôn. Thì cái con này tôi sẽ cho em 8 điểm. Tiếp tục nha. Này đơn được tặng nha. Ồ này nhỏ, này nhỏ, này nhỏ xí thôi. Hứ. Ê mà nó nhỏ dễ thương. Chibi á. Con này bự đâu không đẹp đâu mới thiệt. Con này 75. Tiếp tục là một cái này nó cũng nhỏ nhỏ. Con này là con heo. Con gì vậy? Nhưng mà sao con thỏ nó không có tai? Nó có tai mà nó không có tay là sao nhỉ? Nhìn nó có hơi cụt cụt nhỉ? Đẹp. Hơi thiếu tay. Xin phép chấm 7.5. Ê mấy con bên đây là nó nhỏ nhỏ dễ thương á. Con này nhỏ tiếp luôn nhỉ. Ô. Cấp bồ. Dễ thương vậy. Này là nữ này nam đi, cười không? Nãy một con này đứng im á thì nó được 7.75, mà hai con á cấp bồ 8 điểm. Giờ em vô cái siêu phẩm mà em mua nha các bác. Ôi trời. 17.000 mà nhìn to phết nha. Quầy, cái kem mình có thỏ. 17.000 con này được nhờ? Được. Thật sự chứ 17.000 con này ok chứ. Có hai tay nè. Hai cái tay cứng cứng giống con. Sao bấy màu à? Ui ôi. Không có thỏ nữa. Con này hay nhỉ. Con này dễ thương á. Con này chắc ấy. Con này độc đáo phết nha. Tiếp tục nha. Còn do như quả trứng gà. O thì đội mũ. Ô kìa ai như cu thấm. Con này hả? Dịch mà đội mũ ít. Cái này len thì ok, móc ok, màu đẹp. Rồi. Ôi con này dễ thương không? Ôi con chim cụt. Thấy chưa, không cần phải cứ là to mới đẹp. Cứ nhìn nhí nhí mà nhiều họa tiết ra nhờ là em thích lắm. Ừ người chấm điểm nè, chấm điểm nè. Trời ơi như quả trứng gà. Lại tròn. Lại tròn. Hơi trùng với con này. Lại cấp bồ. Tôi không thích cấp bồ, con khác của tôi. Một cặp. Một cặp thì cũng được. Nắng đôi. Vừa lứa. Nhưng màu đẹp nè. Pikachu cho mình dạng capybara nha các bạn. Pikachu, Chikabu, Chibu. Con này nhìn nó hề. Capichu. Capichu. Capichu đúng rồi. Pikachu, Capi. Capichu. Capichu. Tình hình là còn hai túi nữa các bác ạ. Ờ. Sao con này nó tròn do mà nó có một cái nhím nhím tóc. Gì vậy? Xấu lắm hả? Nó không xấu, mà nó rất là hề. Con này là có cái sự độc lạ nha, chưa thấy con này bao giờ cả. Đã không đẹp nhất thì phải là xấu nhất. Sản phẩm cuối cùng rồi. Có lẽ là một cái nhúm bông, nhúm hoa, con bướm bướm. Ghê không? Ghê không? Đẹp quá, nhưng cái này nó hơi lạc quẹo một xíu. Màu đẹp quá, màu sao này đẹp nhờ.